Hello, xin chào các bạn. Các bạn em ổn quá. Rồi, hôm nay mình xin review cho các bạn. Hôm nay mình rảnh chủ nhật, không có gì làm hết, đi gọi là kiếm đàn bán chơi. Các bạn thấy cây này đẹp không? Giống như cây đàn hôm bữa mình đăng lên, thấy không? Cũng là dáng gọi là eo thùng mỏng. Cái đàn hôm bữa là tí đi giao, tí anh em mới đi giao. Giao ở quận Bình Thạnh nè, đúng không anh? Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cây khác. Cái này là bà chị ở ngoài Quảng Ninh cũng mới lấy xong, mới đặt xong nha các bạn. Đó, giống y cây đàn hôm bữa luôn, cây đàn mỏng hôm bữa đó. Nhẹ nhàng. Mà nó mỏng hơn nha các bạn, mỏng hơn tí xíu à. Đây cái chiều mỏng à. Màu đã hiếm. Đó. Cái này gỗ điệp nha các bạn, 4,5 triệu. Rồi, có gì alo cho mình. 0936239138 Zalo. Hay lắm, bây giờ mình thử cho các bạn ha, mình thử mình đánh nghe ha. Ồ, hay không? Ta nhớ một xóm nào rừng đông im lặng tiếng ngây ngất trong gió bay. Hay không? Bài này hát rồi, không hát nữa. Hát như đó được rồi. Nghe hay quá. Rồi mình thử cover bài. Nghe. Con cò lặn lội bờ sông, có ơi sao mày quên cùng mẹ già. Hỏi rằng mà còn lại bố mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa đôn gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên. Cò ơi cò bạc như vôi, con cha nghĩa mẹ bằng đồi núi ta. Đi bắn thép lọt vào hố sâu, nuôi cò cò lớn bằng đầu. Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non, vừa con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Ghê ghê, lần hay quá em ơi. Hay em các bạn. Ơi. Thử đàn cho các bạn biết chứ. Không thử đàn mà công nhận bằng kiện chứ. Đó, xem lại nha. Cho các bạn xem lại nè. Cây này có cái quát. Hiểu không? Quá đẹp luôn. Kiểu của nó. Cái này chưa bắt EQ nha các bạn. Nếu các bạn nào bắt EQ thì sẽ bắt riêng, có nhiều loại EQ. Nhớ. Rồi. YouTube hãy nhắn có đàn không bạn ơi. Trả lời YouTube nha. Rồi. Ổn rồi đó. Cái đàn này nó bạn mua là uổng lắm trên đời. Không có cây nào. Rồi. Kết thúc chưa các bạn? Rồi, các bạn liên hệ 0936 239 138 Zalo cho mình.